Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng để lộ thông tin bắt Lưu Bình Nhưỡng vì ông đứng về phe dân, không bưng bô cho Đảng. Ông Lưu Bình Nhưỡng là đảng viên Đảng Cộng sản. Ban đầu, Đảng trong Lưu Bình Nhưỡng làm đại biểu Quốc hội như là một vật trang trí cho Quốc hội bù nhìn, truyền gật theo ý của Đảng. Việc làm này nhằm hai mục đích, thứ nhất là đánh lừa dân rằng Quốc hội cũng có ý kiến trái chiều. Thứ nhì là để cho các tổ chức quốc tế thấy rằng Việt Nam cũng có dân chủ. Tuy nhiên, ông Lưu Bình Nhưỡng không phải là người thiếu văn hóa như các quan chức khác trong Đảng. Ông là người có trình độ thật, có lý luận sắc bén khiến cho các nhân vật tai to mặt lớn vuốt mặt không kịp. Thế là mưu hèn kế bẩn đã được vạch ra. Đảng đã phải vội vàng khai trừ ông Lưu Bình Nhưỡng. Đầu tiên, Đảng loại ông Lưu Bình Nhưỡng ra khỏi vai trò đại biểu Quốc hội khóa 15 để ông không còn phát biểu trước nghị trường về những vấn đề gai góc. Tuy nhiên, loại ông khỏi vai trò đại biểu Quốc hội cũng không khiến ông bị chìm, bởi những vấn đề liên quan tới lập pháp, liên quan đến pháp luật thì truyền thông không thể không tìm đến ông Lưu Bình Nhưỡng để mà phỏng vấn. Có lần, kênh truyền hình VTC News đã phỏng vấn ông Lưu Bình Nhưỡng về việc cho người tham nhũng nộp lại tiền tham nhũng. Ông đã thẳng thừng nói rằng phải phạt, thậm chí là phạt thật nặng, chứ không thể nộp lại tiền rồi lại được miễn tội. Ý kiến này có Nhưỡng như một cái tát vào mặt ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người cũng đã ba nhiệm kỳ liền ngồi trên ghế Tổng Bí Thư, hoàn toàn sai với điều lệ Đảng. Những kẻ muốn bịt hẳn tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng đã giao cho Tô Lâm dùng mưu hèn kế bẩn với ông. Nhưng Tô Lâm không tự ra tay mà giao cho Công an Thái Bình, quê của ông Nhưỡng, thực hiện. Công an Thái Bình không biết gán tội gì cho ông nên ghép đại ông với Cường Quắt, một giang hồ bảo kê khai thác cát. Tuy nhiên, sau khi bắt ông, cả Công an Thái Bình lẫn Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Bình đều hết sức lúng túng, không thể giải thích được ông Nhưỡng dính líu đến Cường Quắt như thế nào. Qua đó, công luận phân tích và thấy rõ sự gian trá của nhà cầm quyền. Cho đến nay, nhiệm vụ giải thích thông suốt lý do bắt ông Lưu Bình Nhưỡng đối với Công an Thái Bình là nhiệm vụ bất khả thi, bởi có bịa thế nào cũng không hợp lý, cũng đầy lỗ hổng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lưu Bình Nhưỡng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 vừa qua, nhận lệnh của ông Tổng, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban đã đưa ông Lưu Bình Nhưỡng lên thớt với quyết định khai trừ ông Nhưỡng ra khỏi Đảng. Do đó là do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đấy là cách nói theo ngôn ngữ của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn nếu theo ngôn ngữ của dân thì ông Lưu Bình Nhưỡng bị Đảng Cộng sản khai trừ khỏi Đảng vì dám đứng về phía nhân dân. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định là vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Không biết Đảng kết luận ông Lưu Bình Nhưỡng không hoàn thành nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ gì? Phải chăng đấy là nhiệm vụ phải gật theo ý Đảng và phải nói hùa theo ý kiến của lãnh đạo? Bởi ông Nhưỡng không chỉ một lần làm ông Tổng Bí Thư bẽ mặt vì rốt ruột mà còn va chạm nảy lửa với công an ngay trên nghị trường của Quốc hội và được truyền hình trực tiếp khắp cả nước. Nếu nhận xét theo góc nhìn của Đảng thì sẽ thấy ông Nhưỡng bướng, không chịu gật, không chịu hùa theo Đảng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn khẳng định rằng ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước. Nhưng sau đó vào ngày 26 tháng 12, Công an Thái Bình không khởi tố bổ sung tội danh này mà lại khởi tố ông Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi hàng trăm nghìn USD. Ông Tổng Bí Thư già nua Nguyễn Phú Trọng quyết quét ra khỏi Đảng những người dám đứng về phe dân. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra có nhận xét rằng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Có lẽ đây là câu nhận xét thật của họ. Nếu ông Nhưỡng tung hô ông Tổng thì ông Tổng đâu bị dư luận chê là rốt luật đến như thế. Ông Nhưỡng đã làm mất mặt Đảng, mất mặt ông Tổng Bí Thư là sự thật. Còn những lý do chẳng hạn như cưỡng đoạt tài sản hoặc là dính tới Cường Quắt càng ngày càng lộ ra là các lý do ngụy tạo. Lý do chính xác là ông Nhưỡng không chịu bưng bô cho Đảng, cho lãnh đạo mà lại đứng về phía ve của nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Đảng để lộ thông tin bắt Lưu Bình Nhưỡng vì ông đứng về phe dân không bừng bồ cho Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì đâu tô làm tôi cho vượng, vì tiền hay vì lợi ích trong Vìn. Trang Facebook Phương Ngô cho biết vào 19 giờ ngày 18 tháng 12, chủ nhân trang Facebook Sony Trần, tên thật là Trần Mai Sơn, bị một nhóm 4 thanh niên bắt cóc, nhốt hơn 24 tiếng, đến 21 giờ ngày 19 tháng 12 mới thả cho về. Nhóm này hăm dọa Sơn phải gỡ hết các bài viết về VinFast trên trang cá nhân và uy hiếp sẽ bỏ tù với tội danh theo điều 331. Đây là biểu hiện cho thấy công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm tay sai cho một doanh nghiệp. Chuyện Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an bảo vệ cho Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng là điều mà chúng tôi đã đề cập nhiều trong tất cả các bản tin trước đây. Từ việc báo chí quốc danh tâng bốc Vin cho đến việc Bộ Công an ra tay với những người mà Vin muốn đánh. Vào năm ngoái, khi cộng đồng mạng lan truyền thông tin ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, thì ông Tô Ân Sô đã nhanh nhẩu lên truyền thông chấn chỉnh thông tin, đồng thời Tô Lâm tung quân đi bắt những người mà Vin cho là tung tin đồn thất thiệt. Thông tin trên trang Facebook của Phương Ngô. Ban Tuyên giáo ở Bộ Công an được sinh ra không chỉ phục vụ cho một chủ mà đến hai ông chủ. Ông chủ thứ nhất là Đảng Cộng sản, ông chủ thứ nhì là Vingroup. Đảng Cộng sản sinh ra Ban Tuyên giáo và Bộ Công an nên hai cơ quan này phải bảo vệ chế độ là điều dễ hiểu. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao hai cơ quan này lại nguyện làm tôi cho Vingroup, trong khi đó Vingroup không phải là kẻ sinh ra hai đơn vị kia. Hiện nay có hai giả thiết. Thứ nhất là Vin đã dùng tiền để mua các cơ quan kia. Thứ nhì là trong Vin có cổ phần ngầm của những kẻ có quyền lực lớn, những kẻ có thể ra lệnh cho cả Ban Tuyên giáo và Bộ Công an. Cũng không loại trừ khả năng hai cơ quan kia bán mình vì tiền của Vin. Đồng thời Vin cũng là nơi ai đó đủ khả năng dùng quyền lực nhà nước để sai khiến Tuyên giáo và Công an để bảo vệ Vin, cũng là bảo vệ túi tiền cho chính họ. Cho tới nay chưa một doanh nghiệp nào được đặc ân như Vin. Có thể nói về bề ngoài Vin là một doanh nghiệp kinh doanh thuần túy, nhưng ở bên trong nó như là một nhà nước độc tài chính hiệu. Chưa có doanh nghiệp nào dám trị dân như Vingroup cả. Bộ Công an lao vào bảo vệ Vin như là bảo vệ Đảng vậy. Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước một cách bất chính. Họ độc chiếm quyền lực chính trị, họ truy và diệt những khuynh hướng chính trị khác với họ, nhằm mục đích để mình họ hưởng trọn công sức, thành quả do 100 triệu người dân làm ra. Thường ngày, Đảng Cộng sản cho tiêm chất ảo giác vào toàn dân để làm cho dân mất khả năng thức tỉnh. Ai thức tỉnh thì có công an ra tay ngay. Ngày nay, Vingroup đã sử dụng hai công cụ trị dân của Đảng Cộng sản. Hệ thống báo chí cũng đang làm nhiệm vụ bơm chất ảo giác cho khách hàng của Vin rằng Vin đang vững mạnh, rằng ai yêu nước thì mua xe của VinFast, vân vân. Khi có ai đó không nhiễm chất ảo giác ấy mà dám lên tiếng cất lên tiếng nói độc lập vạch trần Vin thì Vin dùng công an để mà ra tay. Facebook Sony Trần là một trong rất nhiều trường hợp đã bị trấn áp như vậy. Vào năm 2024, Bộ Công an của ông Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam duyệt chi ngân sách lên đến 112.500 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ đồng so với năm 2023. Số tiền này gấp 15 lần ngân sách của Bộ Giáo dục và gấp 16 lần ngân sách của Bộ Y tế. Số tiền mà Đảng tăng lên trong năm nay cho Bộ Công an cũng gần bằng ngân sách của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục cộng lại. Vậy câu hỏi đặt ra là Bộ Công an đã được Đảng bơm tiền cho ngập mặt như thế, thì tại sao lại làm tôi cho Vin? Báo chí đâu chỉ nô bộc cho Đảng mà còn nô bộc cho cả Vin nữa. Có lẽ lời giải thích là lòng tham và thôi. Đã là tham thì bao nhiêu tiền cũng không đủ. Tiền nhiều thế nhưng công an vẫn là ngành tham kinh khủng. Công an đâu bảo vệ dân, vì bảo vệ dân họ đâu có kiếm được gì. Còn bảo kê được cho các loại hình tội phạm thì kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên, làm tôi cho doanh nghiệp nhiều tiền như Vin thì cũng là một cơ hội kiếm thêm không hề nhỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì đâu tô làm tôi cho vượng, vì tiền hay vì lợi ích trong Vin.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.